Xin chào các bạn, đây là những con dê mà mình mua ở Đắk Lắk về để mình thuần nuôi. Dê này là đa số là dê đồng và dê nhốt. Những cái con kia thì nó đã đợt một thì nó đã thuần hết rồi. Còn bầy này thì mới mua về. Nó trải qua rất là nhiều các cái bệnh, nào là ho, sổ mũi rồi chảy nước mắt. Hiện tại thì đang bị viêm loét miệng truyền nhiễm này các bạn. Thì bầy này đang bị viêm loét miệng truyền nhiễm này. Miệng mở thì mấy ngày hôm trước thì nó sưng mặt, sưng mày, sưng họng rất là to. Bữa nay mình điều trị nó khô, nó xẹp rồi. Đấy, thì trong quá trình chăn nuôi mà nhập dê mới giờ thì nó hay bị mấy cái bệnh như mình vừa kể trên nha các bạn. Và đặc biệt là những con dê nhỏ mà nó bị lở miệng á, thì các bạn chú ý phải là bổ sung dinh dưỡng cho nó nha các bạn. Rất là quan trọng. Đây này, ví dụ như con dê này. Con dê này mà nó sẽ không có bú mẹ được nha các bạn, hoặc là bú rất là ít. Do cái miệng nó đau, nó lỡ. Nó bú rất ít. Và nếu các bạn mà không quan tâm đúng mức á, thì nó sẽ suy dinh dưỡng, nó thiếu sữa, nó chết nha các bạn. Và hiện tại nó đang lỡ miệng rồi, nó có cả viêm phổi rồi nữa. Tại lê như thế này. Bây giờ mình phải điều trị nó. Và những con dê mà đã bị lở miệng truyền nhiễm rồi các bạn, thì mình sau khi nó lành bệnh thì nó sẽ tự miễn dịch được nha các bạn. Và dường như trong đời á thì con dê nào nó cũng phải mắc phải cái bệnh này. Và nó mình để ý mình thấy rằng này, ví dụ như nó chiếm môi trường là nó bị nha các bạn. Những con dê lớn kia thì chắc chắn rằng ở các trại của những người nuôi trước thì nó cũng đã bị rồi, nhưng mà khi nó về trại mình nó thay đổi cái điều kiện sống á thì nó cũng bị lại. Chỉ khi những con dê mà nó ở tại cái chuồng nuôi của mình á, nó bị rồi thì nó sẽ không bị lại, nó miễn dịch được. Còn nó chuyển đi trại khác thì nó sẽ có lẽ là nó bị một cái chủng, cũng là viêm loét miệng truyền nhiễm, nhưng mà nó sẽ một cái chủng khác hay sao á. Nó bị nhưng mà ở mức độ nhẹ hơn. Còn những con nào mà chưa bị lần nào thì chắc chắn sẽ bị một lần. Đấy. Lúc đầu thì nó sẽ sưng cái mặt lên, sưng cái họng lên. Những ngày sau thì nó sẽ giảm dần. Cái này mà các bạn chà chanh, chà muối vô thì con nào đâu chịu nổi. Nó rất là lâu bớt mà nó khổ nữa các bạn. Vài con thì các bạn còn chà chanh, chà phèn chua đồ được chứ. Vài chục con, vài trăm con làm sao mà chà. Sữa mà nó bú còn không nói gì đâu. Các bạn chè nữa thôi nó đâu chịu nổi không. Đấy, thì cái cách mình điều trị cho những con dê này á là thứ nhất là dinh dưỡng. Đó. Cái sữa mình đang cho nó uống là cái sữa dành cho em bé nha các bạn. Phải mình cho nó uống ngày 3-4 lần như thế này. Đó. Thứ hai nữa là nó đang bị viêm phổi thì mình đang trị viêm phổi bằng cái Cobasep. Cobasep nó vừa trị viêm phổi mà vừa giúp cho vết thương mau lành, nó mau khô vết thương. Còn cái thuốc mà đỡ đặc trị nó thì mình dùng cái Eprin các bạn. Eprin Z điều trị lở miệng. Kết hợp mình tiêm Butasan, ADE Bercomplex và Glucocase để trợ sức cho nó. Thường xuyên cho nó uống sữa. Ngày cho uống 3-4 lần. Cái con này mà các bạn không có điều trị đúng mức là nó ốm, nó chết, đổ bệnh nó chết liền. Có 10 ngày tuổi mà nó bị, khi dê lớn bị thì nó sẽ bị theo rồi. Bị này nhưng mà nó vẫn đi ăn đồ, nó vẫn đi theo mẹ được nha các bạn. Nó vẫn theo, nó bú mẹ nhưng mà miệng nó đau, nó bú không có được nhiều đâu. Chủ yếu là mình cho nó bú nhẹ nhàng, bệnh đẩy ống xe ranh từ từ vào cho nó bú cho nó uống như vậy. Đấy là cái cách mà mình điều trị cho những con dê nó bị lở miệng, đặc biệt là dê nhỏ nha các bạn. Ơi đằng kia có một con nhai sùi bọt mép này, sùi bọt trắng các bạn. Dụng dê rất là khỏe ha. Con này biểu hiện của nó có thể nó sẽ đang tiềm ẩn cái bệnh viêm phổi. Chút nữa mình sẽ làm tiêm thuốc cho nó.
Nó còn mà nhai cái miệng nó có cái bột trắng kìa. Đây là một số dê của mình các bạn, dê thẻ núi. Những con mà gãi ngứa như thế này thì các bạn sẽ trị nội ngoại ký sinh nha các bạn, Eptrin. Cái con bò chét nó đang bò cháy lặn, nó đang bò nó làm những ngứa. Nếu các bạn trị Eptrin 2 ngày mà nó vẫn còn bì thì có thể nó ghép nấm, các bạn trị thêm nấm nữa, nấm chân lông nó ngứa như vậy. Đây là đực hậu bị của mình này. Đang muốn lên giống nè các bạn, đang muốn lên giống. Mình có con đực 70 kg mà mình cho đi đi mượn rồi. Ở đây anh em nuôi núi này nhiều quá, mình cho nó đi đi mượn rồi. Ngày mai mình đem về mình cho nó nhảy đực dơ chuẩn bị lên giống rồi nè. Đây có biểu hiện lên giống rồi nè, đực tơ này nó theo nè các bạn. Đó. Khi mà lên giống thì nó sẽ lên giống đồng loạt. Đây dơ này mình nhìn thấy bướm của nó, hồi sung của nó đỏ hết rồi, đỏ ửng và nở hết rồi. Và nó sẽ đợt này nó sẽ lên giống đồng loạt luôn. Đây, đây là một số dê của mình các bạn. Đây là bầy dê mua sâu. Mấy bữa nó về thám lắm, lông lé xù sờ. Mà nay đỡ rồi. Về 10 ngày mướt mát lại rồi này các bạn. Bữa thám lắm. Bệnh tật tùm lum, dễ đỡ rồi. Có con hơi ho kìa. Mình để ý con đó chút mình tiêm thuốc. Bởi vậy trong chăn nuôi là các bạn phải quan sát dê. Nó bị bệnh là mình phải trị triệt đỡ liền. Nó ho như vậy mà các bạn không để ý, các bạn đỡ nó 3-4 ngày sau là nó sẽ đổ bệnh bỏ ăn. Và khi các bạn trị thì mặc dù là nó mới khởi phát bệnh thôi, nhưng các bạn cũng phải điều trị đủ 3 ngày để cho nó dứt luôn chứ các bạn. Có thể là các bạn tiêm vô một mũi thuốc á là nó đã bớt rồi, nhưng mà nó sẽ không triệt đỡ nha các bạn. Nó không triệt đỡ và cái vi khuẩn đó nó sẽ kháng thuốc. Khi mà nó ngấp ngói nó chưa chết á, con vi khuẩn nó chưa chết á, thì nó sẽ cái thuốc mình đưa vào nó không có đủ ngày vậy, thì nó sẽ tạo cái kháng thở, nó sẽ tự đỡ kháng với cái kháng sinh đó. Thành ra là nhiều cái thuốc kháng sinh mà anh em sử dụng á nó không có hiệu quả, lý do không sử dụng đúng cái ngày, sao không sử dụng đủ ngày để mới giật vi khuẩn, làm cho vi khuẩn nó tự đề kháng, tạo điều kiện cho nó đề kháng là nó sẽ kháng bệnh. Đấy các bạn. Rồi, hôm nay mình chia sẻ với các bạn bao nhiêu như vậy ha. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video chia sẻ về kinh nghiệm chăn nuôi dê và dùng thuốc thú y ha. Xin chào và xin hẹn gặp lại.